Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có khoảng 20-30% trẻ trên toàn cầu bị nhiễm cúm. Trong khi đó, cứ 20 giây trôi qua, thế giới lại ghi nhận một trẻ tử vong do viêm phổi. Có đến 95% trẻ em bị nhiễm tiêu chảy cấp do rotavirus ít nhất một lần trước 5 tuổi. Ngoài ra, còn rất nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác như viêm não, viêm màng não, ho gà, bạch hầu, uốn ván, sởi, quai bị, rubella, thủy đậu, viêm gan cũng liên tục tấn công, đe dọa nghiêm trọng sức khỏe và tính mạng của trẻ em, đặc biệt là trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi. Vậy, vì sao trẻ em dễ mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm? Đối với một cái người lớn chẳng hạn, khi mà cái tác nhân xâm nhập vào bên trong cơ thể đó, thì lập tức nó sẽ có những cái tế bào nó đứng sẵn ở đó để nó chặn tác nhân lại. Thì đối với lại một cái bé sơ sinh đó, thì những cái tế bào này nó cũng chưa có hoàn thiện. Còn những cái hệ thống phòng thủ khác, chẳng hạn như là chúng ta hay nghe đến cái chuyện là kháng thể hay là những cái tế bào miễn dịch, thì đối với một cái bé sơ sinh đó, nó cũng chưa có trưởng thành. Còn có những cái chuyện khác làm cho những cái trẻ nhỏ nó dễ mắc bệnh đó. Chẳng hạn như khi mà trẻ bắt đầu biết bò, trẻ biết ngồi, trẻ biết đứng, thì trẻ nó rất là ham tìm tòi về môi trường xung quanh. Nguy cơ mà trẻ tiếp xúc với cái mầm bệnh nó nhiều hơn và làm cho trẻ dễ bị bệnh hơn. Khi mà đã mắc bệnh rồi thì cái nguy cơ để mà diễn tiến nặng đó, trở nặng thì cũng lớn hơn, cao hơn so với những cái trẻ lớn hoặc là người lớn đi rất là nhiều. Làm thế nào để giúp trẻ em phòng các bệnh truyền nhiễm an toàn, hiệu quả? Chúng ta có nhiều cái biện pháp dự phòng, nhưng mà một cái biện pháp dự phòng hữu hiệu nhất là chúng ta sử dụng vaccine. Cái việc mà chi phí mà mình bỏ ra để cho em bé được phòng bệnh thì rõ ràng nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều. Tiết kiệm gì? Nó tiết kiệm về vấn đề chi phí cho điều trị, chi phí cho nghỉ để mà chăm sóc đứa trẻ, hoặc là chi phí phải chịu một cái gánh nặng bệnh tật suốt đời.